Xin chào cả nhà. Em lại tiếp tục lên sóng máy rửa bát phục vụ các bác. Chưa bao giờ máy rửa bát Nhật nội địa lại nhiều và giá thành tốt như bây giờ các bác nhé. Shop em bán về máy rửa bát rất là nhiều, chuyên về các cái dòng máy chuyên máy rửa bát Nhật nội địa. Trên các bác mua bên em cứ hoàn toàn yên tâm nhé. Địa chỉ shop em ở huyện Đông Anh, Hà Nội. Kênh YouTube Giang Vũ Hoàng, số điện thoại Zalo trên các bác nhé. Trên hình các bác là một con rửa bát Panasonic TR7. Em đánh mã số 28. Chiếc này thì em báo giá luôn, bên em vẫn đang bán là 4,8 triệu, bảo hành 12 tháng, tất cả các hạng mục. Đấy. Trong vòng 12 tháng bất kể các bác lỗi cái gì nhé, bên em đều chịu trách nhiệm bảo hành cho các bác hết, hướng dẫn các bác bảo hành từ xa. Hoặc là các bác có thể mang tới hoặc là gửi qua đường bưu điện. Nhưng mà tỷ lệ trục trặc máy rửa bát thì gần như 1.000 con. Nói thẳng thật với các bác luôn, 1.000 con khi bán ra thì may ra có một con gọi là những cái bệnh rất là nhẹ thôi, gọi là liên quan đến vấn đề vệ sinh thôi. Nó hỏng cái này cái kia thì gần như không có quá nhá. Bên trên là bán máy rửa bát em thấy nó lành nhất trong các thể loại luôn này. Và các bác mua máy rửa bát thì cũng rất yên tâm. Đây một con TR7 này, con này tất cả mọi thứ các bác nhé, nhìn trên hình các bác thấy nó đều nguyên hết. Đây, con này nguyên hết, con này bên em về thì lau chùi vệ sinh, lau cana thôi. Đây. Cái phần lưng tôn của cái máy rửa bát thì các bác lưu ý là nó là cái tôn nhé, nó rất là mỏng. Đây. Đi vận chuyển về qua đường container thì các thứ nhiều khi nó móp với xước là cái chuyện khó tránh khỏi được. Đây. Chứ là mua những cái máy rửa bát này thì nói thẳng với các bác luôn là mình cũng chỉ gọi là phiên phiến về hình thức một chút thôi. Chứ còn bảo là ai mà kỹ tuyệt đối mà không một vết xước nào thì em nói thẳng luôn, kể cả nghìn con thì cũng không có con nào không có xước với móp đâu ạ. Đấy là em nói thật. Đấy, như những con này thế này, như em đánh giá thì nó là xếp vào các cái hạng là nó quá đẹp rồi. Vì nhiều con ấy, nó về nó xước tùm lum nhiều lắm. Đây như những con này em toàn là có hàng chọn hết đấy. Đây là 7 là 2014 nữa nhé. Nói là 2014 nhưng thực ra bên Nhật họ chỉ dùng chắc 2-3 năm thôi, họ đã bỏ ngay rồi. Đấy, chứ họ không phải dùng đến tận bây giờ đâu ạ, chứ là cái tuổi đời cái vòng đời các bác dùng còn 10-20 năm nữa thì yên tâm ạ. À, con này khá là đẹp nha các bác nhé, đây là 7. Nội thất thì theo em đánh giá là cũng rất khá là sạch sẽ đây. Máy rửa bát Panasonic TR7. Các bác có thể nhìn mà nhận ra được ngay cái màu từ TR7 trở lên nó sẽ có cái màu khay bột là nó màu vàng như này, còn từ TR6 trở xuống thì nó màu xanh nhé. Đấy, mình có thể nhận diện được qua cái màu này là mình nhìn đã biết rồi, là TR7, TR6 từ 6 trở xuống là màu xanh. Đây là ký hiệu này các bạn này, bên em bán tất cả giá cả công khai nhé. Còn em bán 4,8 triệu bảo hành 1 năm, chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. Bác nào lấy thì các bác alo cho em nhé. Chào các bác.